Hồi xưa bị bão lụt á, anh nhớ biết bao nhiêu cây đều tróc gốc, có cây me mình không tróc gốc mà. Anh lấy giò anh quấn cây me nó ngã trôi, anh nước nó sạc ảnh trần ngay vậy đó mà. Rồi nước nó giật ảnh môi trường lên bờ được, ảnh dòm cây me, ảnh nhìn, ảnh mang ơn cây me. Thì cái nhánh nhỏ dai, me chua mình dai thiệt. Bởi con thấy những người té cây mà té me chua khó cứu lắm. Mối ở trong hết xi măng ngoài dưới thuốc đó, hết xi măng trắng mình đó, quậy dưới thuốc rồi hết. Rồi phơi nắng con gõ nó bong bong đã lắm. Từ xưa giờ tôi có bao giờ con nghe ông bà tôi hay nói dặn con cháu là đừng có nướng con cá lóc với cây tầm ruột đó, không tôi. Cái đó ăn nó chết chứ. Mày nướng mà dục cho chó ăn lật ngang liền. Là cái trong cái cây tầm ruột có độc phải không tôi? Có độc. Con nướng xỏ con cá lóc vô con nướng trui là nó mủ nó ra nó ăn chó ăn té ngang liền. Không dễ đó. Trời ơi, độc tố nó cao lắm. Có cách nào mình cứu được cái người mà lỡ ăn chúng vậy không tôi? Không nghe thuốc đó này. Có giả trứng cóc rồi này kia thì không biết thuốc mà giả cả một vấn đề. Về cây cối con đâu có kiếm cây bọng mà nước nó chứa trong bọng cây được. Mấy nhánh cây trên rừng núi mà nó gãy nó có cái bọng chim rồi này kia với cái sáo cưỡng nhồng rồi nó hay đẻ đó. Múc nước trong bọng nó uống dư giả ăn trúng núng độc á. Bởi đi rừng ông mới dặn nó đó, dễ gì có ai đâu để trúng chết. Tím mình mẩy môi mỏ mắt con đen quần thâm đen hết. Là bị trúng trứng cóc phải không thôi? Trúng trứng cóc với ăn trúng núng độc vậy. Cái đó tím là do nó làm cho mình bị suy hô hấp. Suy hô hấp với nó làm máu con đông luôn. Còn hơn độc rắn hổ nữa. Cái cây tầm ruột nó ngộ ha, mình ăn được cái trái đó nè, mình ăn được cái trái đọt. Lá đọt thì con ăn được. Nhưng mà chỉ có cái thân nó là mình ăn nó không được. Mà voi anh thù tầm ruột anh tưởng á, tới là nhổ bỏ hết không tự gặp như tầm ruột nhổ bỏ. Không nhổ bỏ anh cũng lấy đít anh đụng anh ngồi cho gãy đó, tróc gốc bỏ. Làm như nó có cái mối thù ngày xưa có mà mối cái câu thù chuyện truyền thuyết hồi xưa bị bão lụt á. Anh nhớ biết bao nhiêu cây đều tróc gốc, có cây me mình không tróc gốc mà. Anh lấy giò anh quấn cây me nó ngã trôi, anh nước nó sạc ảnh trần ngay vậy đó mà. Rồi nước nó giật ảnh môi trường lên bờ được, anh dòm cây me anh nhìn anh mang ơn cây me. Thì cái nhánh nhỏ dai, me chua mình dai thiệt. Bởi con thấy những người té cây mà té me chua khó cứu lắm. Nhiều khi xương sống nó gãy 2-3 khớp luôn. Ủa nguyên nhân sao mà khó cứu không tư? Bị nó gãy quá nhiều đoạn rồi con nó đâu có nối lại được. Con nghe nói té me chua té, con có nghe dường như con nghe cho một cụ nào kể quên rồi ta. Thốt lốt này bị té hoài gãy cái hoài. Cây me chua mà mình té nó tuy rằng nó thấp nhưng mà nó chẳng chết người không tư? Chết, không có cứu luôn. Nó có cái lời nguyền hay cái gì không tư? Không biết, với con mần dán chuồng bò rồi này, cái bò què giò trên, đạt què giò. Ghê rồi. Dán chuồng bò trước, xứ mình đã nuôi chuồng bò, chuồng chàng không à. Sợ ăn trộm, ăn cướp. Không biết cưa da dán này chua làm bò bữa hai bữa què gãy giò. Bị dán này chua khi đái ỉa nó trợt chứ lắm. Móng trứng chừng nào nó không bám được này. Nhưng tiết con làm cái hết. Chất gì á ông tươi? Hả? Tiết ra cái chất nhờn gì á? Thì chất nhờn của me đó. Trơn. Cây gì người ta làm dán rồi này kia được hết, dán chuồng bò được hết, đặc biệt cây me chua không làm. Mà thời xưa ông bà mình hay có lấy cái cây gòn lắm, cây gòn xải làm dán đống nhà không? Thì đâu có dán tốt. Làm bằng gòn rồi đó, nguyên cái nhà ông lớn lắm.
Tao cưa một cây gòn nó 4 khối cây đó mày tính. Cái càng nha. Dừng vách nhà bằng dán không. Dạ. Cây gòn mặt tới 5 tấc nè. Cưa dán 5 tấc rồi đó, rồi lâm xuống bưng này, cái lôi ra ngoài kinh đó. Lôi tắt đường đồng mùa nước á, lôi ngoài cái máy cưa lên cưa. Dạ. Cưa rồi lâm. Nhưng mà nó gặp mấy cái con ấy là nó lêu rồi nó phái lắm, từ rồi nó đục hết trơn. Ừ, con bù chè đường kia nó phái. Mối ở tao phết xi măng ngoài với thuốc đó. Phết xi măng trắng mình á, quậy với thuốc rồi phết. Rồi phơi nắng con gõ nó bong bong đã lắm. Ô, ngựa dừng ở 2-3 năm sau ảnh ăn trong ruột. Vậy là nó đi dưới đất đi lên không? Đi dưới đất lên ăn trong ruột ăn. Không có thuốc, thuốc không thấm vô đâu anh ăn. Dạ. Mà con thấy ông anh của ngoại ngày trước ổng không có phết cái đó, ông lấy nhớt mình không tưởng pha với gì đó, ông phết lên bây giờ cái cây ông mới đang mung à. Mới thì không sao, lâu nó hết mùi nó cũng ăn 3 mối nên ăn không kể gì. Dạ. Tiêu quá. Mà sợ nhất là con mối nó làm ụ dưới đất ha. Con mối ở trên cây kia không sợ mà ụ dưới đất nó mới ghê. Trên cây dưới đất cũng vậy, tới mùa anh đẻ mối cánh á. Dạ. Anh bay tứ sự. Không ăn sách vở ông tới giờ coi biết chừng nào hết. Bao phân mình 2 bao đầy nhóc luôn. Ủa ngày xưa ông Tư đi đâu mà có sách nó sưu tầm nhiều dữ ông Tư? Trước cũng đi đầu này đầu kia mấy ông già chỉ cái nào mà học cái nấy. Chỉ thuốc học, thuốc chỉ bùa học bùa. Thôi rồi. Học dữ lắm. Rồi ghi lại hả ông Tư? Ừ, ghi sách để. Bà nội đâu có hay, mình để trong tủ cây mình thấy chắc ăn rồi, rồi đó vách đất như này, vách nhà đất như này. Dựng vách dán gòn chừng anh ăn chừng giờ mình thấy nè. Nó đóng ổ trống luôn. Tràn ơi. 2 bao sách đóng ổ mà ngổ luôn. Bà nội đem ra anh ăn rã trơn. Rồi còn thấy đường đâu mà ghi chép lại. Mối mà anh chịu ăn cái thứ gì mà còn vậy đó. Tiêu hả? Mày đi ngoài Bình Phước, ngoài chỗ nhà đệ tử thương hóa, đi ngoài. Con mà đi sụp vô dùng ổ mối mày chạy không chứ mày đi rồi mày, nó cắn mày ngồi tại chỗ luôn. Con mối bự lắm hả ông Tư? Con mối chúa, mối càng nó càng dài vậy nè. Thôi ơi. Nó gặp mình nó rung cái đầu nó ồ nguyên cả công đất. Gặp nó phóng chạy không mới khỏi nó. Chạy vậy đó mà dép mình nó còn đeo dính dép nó cắn. Mà mối nó lì ông Tư ơi. Nó mà chịu cắn mình cái là làm chết, chết bỏ chứ không có bỏ mình, không nhả ông Tư. Đứt đầu luôn. Dạ, đứt đầu cũng dính vô da mình. Đứt đầu luôn. Bị hai mối càng nó càng anh dúng dúng như càng cua anh kẹp vô. Lúc hai cái dấu mua nhọn ngoài đó. Nhưng mà cũng may là nó không có độc nha, nó cắn mình đau thôi chứ nó không có độc. Đau. Kiến vàng có độc. Dạ. Kiến vàng đắng cắn là anh đái nước. Bởi cục thịt bò mà ông cháu giờ không ăn nó mỗi lần ta ăn thịt bò tái trứng kiến á. Đã nói nó chua chua phải không Tư? Ừ. Con thấy thịt bò con sắt mua 1 ký về cái con sắt mỏng mỏng trước có để dính xỏ nhà dây vô. À. Mà treo ổ, treo có anh rút mẹ con vợ chồng xuống ăn. Ăn có nhiều cái ấy, anh ăn no chai rồi đó. Gỡ ra dục con ảnh, mình mừng nó chấm à. Dạ. Anh tái còn hơn giấm chua. Ôi ôi, vậy là chín luôn rồi ông Tư. Chín luôn, thịt bò đâu còn đỏ nữa. Dạ. Trắng nhách luôn. Hồi thỏ nhà con có treo một lần nhưng mà treo con gà với con thỏ không Tư. Ừ. Chứ không có treo thịt bò. Treo con thỏ với con gà mà không biết, hồi đó thì con biết treo thôi, con chỉ nghe mọi người nói là treo ổ kiến vàng ăn nó ngon chứ còn không biết là nguyên nhân nó sao rồi con không biết. Nó chua, nó chín, cái nước đáy nó đáy, chín thịt đó con. Con ngỏ nhậm gì nó la đáy lát mày treo một ngày rồi bữa sau còn xương không, gỡ xương, gỡ thịt ăn hết. Nhưng mà nó ăn cũng không có hổn mà cái con kiến lửa đâu Tư ơi. Kiến lửa nó ăn mới ghê. Kiến lửa nó có độc. Dạ. Kiến lửa nó dơ nhất. Kiến lửa với con kiến gì kêu con kiến bồ ngọt đó không được.
Nhưng mà ở vùng khác thì kêu tên gì con không biết, trong mình kêu bù nhọt. Bù nhọt nó đen, kiến tràm thì nó có khoang, kiến ba khoang đó. Dạ. Có cái anh kia ngày hôm bữa anh hỏi ông Tư cái mặt cụt chân mình uống được không ông Tư? Được. Ảnh phơi khô rồi mà anh hỏi là mình uống liều lượng nó sao á ông Tư? Bữa nó uống bằng cái hột đậu xanh mình à. Dạ. Cắt phơi khô rồi lấy cái viên thuốc nhộng nó trút thuốc ra bỏ mình nhét cái mặt vô. Dạ. Cái uống vậy uống nó mửa hết, nó uống nó mát. Mình để vô trong lúc giọng mình muốn nước vô cho trôi vô luôn được không? Được, có giấy hút con nước cũng được vậy. Dạ. Nhưng mà nó không bằng cái viên thuốc. Dạ. Viên thuốc mình cho nó nít ra đường bà gì nó uống, nhiều khi nó uống cả buổi nó chưa nuốt được. Dạ. Mục đích là cho nó mát thôi. Nó mát cho ăn từ không. Dạ. Nóng nhiệt rồi nó mát, mặt căng mát. Nắng gì cũng được, nắng đi voi thì chưa con nít bị ban phong thì con chỗ. Tụi con thấy một lần có cái ông kia, ông mằng con rắn hổ hành. Khi mà ông mằng vừa xong con rắn hổ hành ra, ông bứt cái mặt trong bỡ ông miệng, ông nuốt ực cái rồi. Ông mỗi lần cũng nuốt vậy. Nuốt sống tại chỗ luôn ông Tư. Mát lắm. Rùa vàng mình, cô đinh mình đi nuốt. Dạ. Cái mặt cô đinh mà con quýnh lộn mà bị cây đập, lòi con mắt ra, lòi như quỷ vậy đó. Bầm đen thui, tưởng đuôi con. Gặp mặt cô đinh mà nhỏ vô. Anh mới nuôi mấy năm nay hai con lên bán. Nhỏ là mình phải pha với rượu không Tư? Rượu, rượu ngon mình nên cái nhỏ nếu không rượu nữa, nó phóng trong không được. Có bị cay hay sao không Tư? Cay, nó ché mắt. Dạ. Tại vì ông tao chỉ cho cái thằng ở trên lớp bếp rồi. Nó tắt bìa rồi nó giật cái máy bơi ếch rồi cái ngu mình quấn vô cái chỗ mắc kẹt đó. Dạ. Giật vụt rụng rồi nó quấn vô mắt rồi, mắt nó dòm thấy. Nó lội ra ngoài luôn. Nhất đó là nó bầm đỏ tươi luôn không Tư? Bầm rồi đen xì đỏ tươi, thấy ghê lắm. Đi ra gặp nó còn đang giật cỏ đìa đó, mày điện cho mấy nó, ở đó đâu có điện. Dạ. Này Nguyễn mới nói tác đìa năm nào cũng có cô đinh, có con mười mấy ký vậy nè. Dạ. Rồi thằng này xin nó, bị nó quen. Xin cái mật cô đinh đâu 7-8 ký vậy nè, nhạo nặng vô mắt nó cái một. Trời ơi. Phụng nữa nó phóng dưới trong lép lép nó lặn. Lặn là tới xỉu luôn đó. Cay quá chịu không nổi luôn Tư. Bà nội nó ché mây nó lặn nó tới xỉu luôn rồi nó nằm nó ngủ luôn, mệt quá ngủ luôn. Tức vậy hết trơn. Càng ơi. Nó nói còn hơn thuốc tiêm ông Tư ông mà. Nhỏ vô đâu biết, ông dặn rồi đâu biết. Tao nó đủ nửa nhiễu một chút xíu ra thôi cái ly rồi mà lấy rượu cũng nhiễu một chút xíu vô vậy đó. Mà nhỏ vô nó chịu nổi, nhỏ công sao chịu nổi. Bởi vì thuốc men khi mà nghe qua rồi phải hỏi cho kỹ, cho kỹ. Rồi con nó làm cho kỹ như vậy, cái thuốc men ấy ẩu chết người vô chơi. Ghê hay ha, nhỏ vô cho mà tỉnh đi hết luôn thôi. Đánh lộn mà đánh gì cũng vậy, nhất là đánh lộn mấy người quấn bò ẩu, quấn nhiều khi dàm, quấn bằng dàm đó. Dạ. Thì túng mắt bò, muốn lồi ra ngoài. Thôi ơi. Bò con đâu có giặt nó được. Dạ. Rượu nữa mình nhai mình ngậm với rượu mình phun nó một cái rượu nữa mà ở gần nó phải chặt cho con. Rượu nữa nó tóc ngang nó đụng mình nó đụng chết luôn đó. Rồi thả cho nó chạy điên tóc là nó hết. Dạ. Sáng đêm mặt cô đinh nhỏ mắt con nghĩ nhỏ vô chắc nó cái nhất nó cay, nhưng mà nó cay mát không Tư, tại mật nó mát mà. Mặt thì nó mát, nó cay, nó máu bầm nữa. Yeah. Nó làm tan máu bầm con mình, nó đau rát dữ lắm. Mật trăng này người ta mấy người ban trái đó. Yeah. Bị bệnh sởi ban, ban mặt rỗ đó, ban đen đó. Yeah. Ta mới để vô cái mộng dừa. Cắt miếng bằng hột bắp vậy, nó con khoét cái mộng dừa con nhét nó vô tổng.
cái lửa mà nó hạ ngọn nó còn than không, nó mới kê cái mộng dừa vô nướng, để mộng dừa nướng gấp trở ra cho mộng dừa nó mềm mại, nó tốt lại nhỏ xíu, cái đem lấy cái miếng vải cho sạch, dắt ra nước ra mớ uống, mớ nhỏ mắt, ví dụ người nào bị mắt nhỏ mắt, nhỏ mắt ban này đâu cần tới mặt trăng đâu, cua đồng mình à, nhưng mà con phải rửa sạch, rửa sạch rồi con ngắt cái ngoe nó đó. Dạ. Nó cũng ngoe nhỏ ngoài cái móng nhọn đó, nó còn bẻ cái móng nhọn nhiễu giọt hai giọt luôn, mắt mắt lạnh nhiễu lần hai lần mắt. Mấy người đau ban đen mình kia hay có dãy cá mắt nhỏ ít bữa thôi. Vậy cá mắt đó là con nghĩ là cho cái gan mình, cái ngọc của ban đen nó lên. Dạ. Vậy là nó không hư con mắt là may. Ừ, có người phần đa số đuôi với bại liệt. Dạ. Ban đen, ban đỏ này, bại liệt, què trệt người ta. Tính ra cái mặt con này con kia với lại những cái con vật như vậy mà khi mà áp dụng vô thuốc nó có hiệu quả ghê luôn. Hay chứ, cũng như mật gấu mấy người đánh té tức, tức lối bởi mật gấu nó bán, con gấu nó leo ăn ong ăn đã rồi buông tay xuống say á. Dạ. Quất cũng dài 30 thước cái ịnh ảnh chết queo. Bởi mấy người ở rừng ta gặp ông mặt bự người dân tộc nó lẩu bắt để chợ lấy cái mật gấu đó. À. Gấu leo lên ăn ổ ong đâu phải ngày đêm đâu, nó ăn hoài. Dạ. Cả từng nó lên ăn, biết ổ ong nó lên ăn hoài, ăn không phải là con rình. Thấy dấu ảnh lên ăn, ảnh vào, ảnh leo cây ăn. Ảnh lên ảnh ăn, ông đánh, ảnh gì đánh, ăn đã no, ảnh sai mật ong, ảnh buông tay xuống. Ảnh buông tay xuống, mật tan mất mẹ, tan rồi mình chờ ông ngô ngoài lại mới cắt nhượng ảnh hết. Cắt gân tay gân giò, ảnh trúc thúc ké ảnh lại. Chờ anh sống lại mới mổ liền, lấy mặt liền. Chứ cái lúc mà xỉu mình mổ là anh không có mặt không tôi? Không có mặt, bị nó tan hết rồi. À. Cái mặt nó, cái cuốn nó, cả sải mình nữa. Cái chèn thôi. Cái mặt gấu nó dài nhất ở trong các loài thú vật. Không có mặt nào dài bằng. Khi anh té rồi anh tan mặt, mất hết rồi. Dạ. Rồi con chờ anh tỉnh lại, con mới mổ bụng anh. Lấy mặt anh. Bởi vì con thấy mấy cái con gấu mà nó nuôi mấy con gấu trúc đó không tự. Ừ. Con thấy nó ở trên cao, cái cây nó cao luôn cả chục mét mà nó vớt xuống lăn cù mèo luôn mà nó không chết không tự. Không nhầm gì đâu. Mới gặp những con khác là chết queo rồi đó. Gấu gan. Đặc biệt con chuột thì nó không có gan. Rồi đó là chuột, giờ mà thấy chuột có gan, không có ở mặt. Gan có mà mật có không có hả không tự? Không có. Ủa sao ngộ vậy ta? Chuột lấy ngọn cây nó phóng nhảy bình thường, ạch xuống đất chạy luôn. À, cái đó có thật nha, con có tại vì hồi mình trước con đi bắt hoài con thấy. Mà nó không chết luôn, không gì chứ. Không chết đâu. Có chó rớt xuống thì chó nó lụm. Dạ. Nhưng mà con mèo thì nó hay hơn, con mèo nó hay, con mèo là nó khi mà nó rớt là nó rớt bốn chân chạm đất chứ không bao giờ rớt cái mình xuống đất. Đâu có, con nắm bốn giò nữa, con để cách đất chừng gan, con buông cái cũng bốn chân xuống trước rồi. Anh lắc ngang vậy, dạ. Anh xuống bốn giò trước. Mày để cách đất một chút à. Tao mới nói thua tao dụ cá lóc mà nằm ngửa này. Tao bắt cá lóc chừng nửa ký, tao cho nằm khô da chết luôn á. Không lật lại. Làm cách nào hay không tôi? Con vuốt cái bụng nó, để nó nằm tử tế, cái vuốt từ cái hầu nó nè, vuốt dài bụng rồi vuốt để nằm đó luôn. Tức là bắt nó nằm ngửa lên? Nằm ngửa. Thôi á. Bên kia nó nằm lát đi, thách này đi. Vậy là ông Tư làm xong rồi nó nằm hoài, nó nằm miết vậy luôn, nó không nhúc nhích luôn. Không nhúc nhích luôn. Nằm khô luôn. Ờ, cái mẹo quá, mai mốt mình chèm mình thử để mình kiếm cà phê uống được à. Có nào được không Tư? Được không? Khỏe luôn.